hai chúng ta lui về bên trong. Em đã bị phạm quy, đóng cho xuống đất. Đường số 4 cũng đã lùi lại. Đường số 5, số 5 về Gia Ba. Số 1 về Gia Ba. Không, cho nó hoài luôn đi, chứ đừng có chạy về trước. Cho lui lại về luôn. Từ từ nha. Đúng chưa? Đúng vậy, hiện tại bây giờ. Sức của mình cũng bạn nào kiên trì, kiên nhẫn, chịu khó thì sẽ thành công. Và đã có một bạn của lớp 8A5 đã rời khỏi cuộc chơi, còn lại 8A1, 8A2, 8A3, 8A4 và 8A6. Kiểm tra trọng tài kiểm tra nha, định lượng của mình là 5 giây. Mình giữ quá 5 giây là phải nhích về trước một ít. Không có đi lên đi chứ, có đi sợi nữa. Thôi đi lên đi, đừng giữ nữa, con sẽ còn đâu. Rồi khởi cuộc chơi 8A2 tiếp tục. Rồi 8A2, chú ý 8A2, chú ý 8A2 nha. 8A2 về thứ ba đó. 8A số 4, 8A3 3, 4. Lưu ý nha. Đường đua số 4, thầy Luân đã bắt Phạm Huy là bắt. Đó là trọng tài đã bắt Phạm Luật. Đúng rồi. Đường đua số 2 cũng đã dừng lại cuộc chơi. Chỉ còn lại đường đua số 1, số 3 và số 5. Ba lớp 71, 73, 75 đang trên đường giành chiến thắng. Chiếc chương trình này sẽ giành về lớp nào đây? Hết sức là bình tĩnh. Bây giờ bạn nào chống chân, bạn đó dở ba, không có gì phải sợ hết, đúng không? Bạn là gì trước thì bạn nó cũng dở ba. Về sau, phạm quy sau, giải càng cao, không có gì phải nuôi bớt. Rồi, như vậy là còn lại nhất nhì chỉ thuộc về lớp 8A1 và 7A1 và 7A5. 7A1, 7A5 đang can cửa. Ai về trước và ai sẽ là gì sau? Về sau là nhận quà lớn hơn nha. Cố gắng. Rồi. Về luôn. Giải là lớn. Giải nhì thuộc về. Chính là bà đã phạm quy và rời khỏi đường đua. Chính là bốn. Còn lại A1, A2, A4, A6, A7, 5, 6, 7, 1, 2. Cẩn thận chứ. Xe lên mượn. Hết sức bình tĩnh, cẩn thận. A7 đã cán đích và rời khỏi đường đua.
còn lại và A năm cũng đã rời khỏi đường đua. A một, A hai, A sáu đang trên đường giành chức vô địch. Đội này về nhất, đội này về nhì và đội này sẽ về thứ ba. Cho tay vỗ tay đi. Rồi, 96 đã về thứ ba. À, 91 và cuối cùng 92 về thứ nhất. Chúc mừng. À, đường mưa của lớp 826 đã rời khỏi cuộc chơi. 8 A, A4 cũng đã rời khỏi cuộc chơi. Như vậy là còn lại 831, 832, 833 và 835. 832 đã rời khỏi cuộc chơi. À, ba đồng chí còn lại chúng ta hết sức và lưu tâm. Chỉ có nhất về ba thuộc về ba đồng chí này. Và là cổ động viên đâu? Chú Trà vỗ tay. Cổ vũ mạnh mẽ lên. À. Đây. 8 A. A 5 cũng đã rời khỏi cuộc chơi. Xa lạc của huấn luyện viên, xa lạc của huấn luyện viên đã cuối cùng là 8 A. A 3 về nhất. Rồi đường đua nào mà có vận động viên mà phạm quy thì trọng tài chúng ta dừng lại cho vận động viên đó, chúng ta ra khỏi đường đua. 6-7, 6-1 đã rời khỏi cuộc chơi. 6-4 đã rời khỏi cuộc chơi. Như vậy thì còn lại là 6-3, à 6-5 cũng đã rời khỏi cuộc chơi. Còn lại là 6-2, 6-3, 6-6. Rồi tiếp theo 6-6. Trước mắt là 6-6 sẽ là giải ba. À về thứ ba. Còn lại 6-2. Thôi cái giáo viên chúng ta ra ngoài, không có vô đường đua được, không có vô đường đua được. Vậy trọng tài thôi. Để trọng tài làm việc. Gây áp lực trọng tài rất khó làm việc nha. À đường đua số 2 là của lớp 62. Tại sao? 62. Rồi. Trọng tài đến đường số 2 về. Rồi. Đừng đứng giữa. Mọi việc hết sức là bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi. Rồi 1, 2, 3, 4 chúng ta đã rời khỏi cuộc chơi. Như vậy là còn đoạn đường 5, 6, 7. Các cổ động viên cho tràng vỗ tay đi. À, cổ vũ tinh thần cho tất cả các bạn. Ha ha ha!
được chưa? Động là bắt hết tất cả. À, một các bạn đã gì? Hai là nhảy. Đã trống chân và rời khỏi cuộc đua. Tiếp tục. Chỉ còn lại 6-1, 6-3 là tiếp tục, 6-2 rời khỏi đường đua. Còn lại 6-1, 4-5 và 6-6, 6-5 cũng đã rời khỏi đường đua. Nếu vậy chúng ta chỉ còn lại 3 vận động viên. Vận động viên nào xuất sắc thì đại chạy nhất đây. 6-1, 6-5. Đây, dừng lại luôn. Chỉ còn là 2 vận động viên. 6-1 và 6-6. 6-4 và 6-3. Chỉ còn là 2 đội vận động viên xuất sắc. Rất rồi. Đây, còn lại là vận động viên cuối cùng.